Vâng, và sau đây em lên luôn con 85V để các bác cùng ngắm nha. 85V là phiên bản nâng cấp của con L80V. Các bác đã thấy những âm sắc của 80V là gọi là huyền thoại và được nâng cấp lên 85V. Công suất con 85V tới 250W nha, chạy sò Toshiba chữ đỏ nha. Nó chạy y chang sò của 3D9V và những dòng âm ly Sansui 5000X đồ các bác. 85V. Đặc trưng của 85V thì trang bị âm thanh low net nha, nên là tiếng bass rất là lực và mạnh. Và thiết kế của 85V cực kỳ sang, vỏ gỗ liền lạc sang trọng. Đây, mời các bác cùng ngắm độ đẹp của nó nha. Mới kiến công nha các bác. Còn này các bác chơi dòng loa Âu Mỹ Nhật, dòng loa mà đặc biệt đánh JBL hay là dòng loa tăng noi châu Âu, loa BBK vân vân, còn rất là hay. Thiết kế thì sang đẹp. Còn này giá 23 năm nha các bác. Con này hàng Mỹ nha. Con này hàng Mỹ, điện 120. Hàng Mỹ thì rất là hiếm. Thì cấu hình cũng như âm sắc thì nó y chang thôi, nhưng mà nó xuất cho thị trường Mỹ. Còn điện 100V á thì nó xuất cho Nhật. Đấy. Ken sao ben nha. Đây, mời các bác cùng xem. Long lanh cành đào luôn. 200 loa. Đây, con này hàng Mỹ 120V này các bác. Công suất là 250W, maximum là 400W nha. Rồi sau đây mời các bác cùng đi quanh cái con âm ly. Đấy. Bác nào lấy thì cứ alo cho em nha. Chuyện không đủ thì em bớt, đối với con này bớt em 10%, có nghĩa là khoảng 300.000 nha các bác. Còn nghĩa là 2-3.2 triệu bao ship. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 10% cho lơ thì em ship hàng thôi. Máy cực đẹp. Đấy, phía dưới đó này, nguyên mộc mạc luôn. Đẹp nhá đông đốm luôn nha các bác. Bác sưu tầm chơi. Đây là những con hàng chất bãi từ Nhật về hết. Con này là hàng đấu Mỹ, thị trường Mỹ về nha. Còn những điện 100V là hàng từ Nhật về. Còn là hàng đấu giá Yahoo và hàng đấu bay về hết. Rồi thì sau đây mời các bác đi vào bên trong. Chủ yếu cơ bản là cái máy đẹp và chất lượng. Thì các bác đặt tiêu chí các bác vừa nghi vừa trưng bày. Và mời các bác cùng xem độ đẹp của con 85V. 85V thì tụ này rất là to và chạy 4 con Toshiba chữ đỏ nha. Đây, sexy là những dòng này là 7 màu thôi nha các bác. Và thiết kế cũng như kết cấu nó khá là chằng chịt. 85V. Tất cả sexy nó là 7 màu nha các bác. Các thấy bo mạch chưa? Hồi xưa họ đi thủ công, nhưng mà có thấy tài nghề của những kỹ sư lúc mà họ đi rất là đẹp. Đây là những con Toshiba chữ đỏ nhé. Đây là những cái cầu chì bảo vệ loa, bảo vệ cầu chì tổng vân vân, bảo vệ cầu chì của 40 trạm loa này các bác, rất là kỹ. Đấy, rất là xuất sắc luôn. Mới tin này phía dưới này các bác, tất cả ốc niêm phèo này các bác thấy chưa? Đây, rất là kỹ nhé. Bác nào chốt thì alo cho em nhé. L85V giá 23 năm, chi phong đủ bớt 300.000, em bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Cọc tiền thì các bác cọc 2 triệu cho lên. Thì hai số điện thoại của em, các bác nào cứ lấy thì cứ alo cho em nhé. Chúc mừng L85V.